Nắng vừa lên trên vườn dâu tây giống. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 10 năm 2021. Nông trại Chi Mi tiếp tục xuất cây giống cho khách tại Mộc Châu. Hôm nay thì mình có đơn 1.000 cây và đơn 2.000 cây. Đây là cái cây giống hiện tại là vườn mình. Sáng ra cây vẫn còn ướt sương, nhưng mà khách họ lấy sớm nên là mình cũng đi nhổ. Cây đang rất đẹp. Đây, bên dưới này thì mọi người đang nhổ cây. Đây là một cây giống điển hình mình mọi người vừa nhổ. Cây giống khoảng 1 tháng rưỡi tuổi. Đang rất mập thân, cực kỳ mập luôn. Trồng là ăn ngay rồi, tháng 10 là trồng thời điểm mà trồng có thể tháng 12 thu hoạch luôn nhé. Đây là cái sọt mình đóng 150 cây một sọt đây. Thời điểm trồng dâu tây là từ tháng 9 đến tháng 10 đấy. Cây của mình như thế này. Nên yên tâm mọi người trồng sớm thì sẽ được thu sớm. Đây, mình lấy thử một cây cho các bạn xem. Đây. Cây giống cực đẹp luôn. Thân mập. Đấy, rễ nhiều, vừa thò ra. Đem trồng luôn nhá. Cái ven các nhà vườn còn thiếu giống thì liên hệ Chi Mi để lấy cây giống luôn nhé, để trồng trong tháng 10 này. Sang tháng 11 là muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.